Xin chào cả nhà, hôm nay căn bếp Tâm Việt giới thiệu cho cả nhà món khoai lang kén. Thì món khoai lang kén này ăn rất nhiều chất dinh dưỡng nha cả nhà. Để làm được món khoai lang kén thì ta cần những nguyên liệu như sau: nước cốt dừa 70ml, sữa tươi 100ml, sữa đặc 15g, bột năng 50g, bột chiên giòn 100g, bột mì 20g, đường 10g, khoai lang 500g. Bây giờ mình trước hết là mình phải đi cắt khoai lang để mình hấp trước nha cả nhà. Khoai lang thì mình thường hay hấp thì nó sẽ có vị ngọt của khoai lang. Luộc thì khoai lang nó không còn đậm đà nha cả nhà. Nên là khoai lang là mình hay hấp. Mình cắt nhỏ nhỏ thôi. Cắt mỏng mỏng thôi. Cắt mỏng mỏng để hấp cho nhanh chín nha cả nhà. Đó. Bây giờ bắt đầu mình đi hấp nhé. Trong khi chờ khoai lang chín thì mình lại đi trộn các nguyên liệu lại với nhau nha cả nhà. Chị em trộn các bột lại nhau nhưng mà để chiên giòn một nửa lại và để sữa tươi lại nhé. Bột chiên giòn thì mình chỉ trộn một nửa thôi nhé cả nhà. Và sữa tươi mình để lại để tí nữa mình làm nước sệt sệt để mình nhúng bánh khoai lang vô trong đó. Để cho dính vào khoai lang á, để cái vỏ ngoài khoai lang nó giòn. Bây giờ mình trộn hết lại với nhau. Thì bánh khoai lang kén này á, mình bỏ thêm một ít muối nhé cả nhà. Bây giờ mình bỏ thêm một ít muối, một nhúng nhỏ nhỏ thôi để cho bánh có vị đậm đà. Khoai lang kén thì các bé rất là thích ăn đấy cả nhà. Tại nó vừa mềm mềm này, vừa xôm xốp này, lại có vị béo của nước cốt dừa này. Rồi nó ngọt ngọt chút xíu thôi chứ cũng không ngọt lắm đâu. Ở bên ngoài thì nó lại giòn, có mè nữa nên nó lại bùi bùi nữa. Nên các bé rất là thích ăn cả nhà. Lại còn nhiều chất dinh dưỡng nữa này. Bây giờ mình nhồi bằng tay này. Nhồi bằng tay thì nó cũng hơi dẻo dẻo, hơi dính dính tay á cả nhà. Tại vì là khoai lang chưa, mình chưa trộn khoai lang á, nên là nó chưa có khô được. Nhưng mà kệ, để tí nữa mình trộn khoai lang là nó sẽ khô nhé cả nhà. Giờ mình đi trộn mè với bột chiên giòn để cho phủ cái lớp ngoài bánh bên ngoài cho nó giòn đấy cả nhà. Thì sữa tươi thì những bạn mà mới làm á thì chưa biết thì chị em cứ đổ từ từ vào. Khi nào mà cái mè và cái bột chiên giòn nó sệt sệt lại là được, đủ để bánh nhúng vào nó dính vào cái bánh ấy. Nhưng mà mình cân đo đầy đủ rồi thì sữa với lại bột chiên giòn với mè như vậy là đủ, nên là đấy, như sệt sệt như này này là vừa nhé. Khoai lang được rồi thì mình lấy ra mình đánh nhuyễn nó đi. Phải thật nhuyễn đấy cả nhà. Nhuyễn thì cái bánh khoai lang của mình nó mới mềm, mới xốp được. Mình lấy cái muôi mình dằm dằm nó ra, nó cũng mềm. Tại vì mình hấp kỹ ấy, thì khoai lang nó cũng chín mềm rồi. Lang được rồi ấy, thì mình trộn bột vào với khoai lang nha cả nhà. Đấy, trộn bột vào với khoai lang thì bây giờ bột nó không còn nhão như lúc nãy nữa. Bây giờ khoai lang trộn vào rồi thì nó sẽ khô. Và mình cứ nhào đến khi nào mà bột khoai á, không dính vào tay và cũng không dính vào cái tô nữa thì là bánh là được nha cả nhà. Thì lúc đấy bắt đầu mình đi nặn viên. Viên viên bằng vừa cái nắm tay của mình là được à. Viên viên nó không có dính tay nên rất là dễ làm cả nhà. Ôi, cúp điện mất rồi. Rồi nặn xong thì mình chuẩn bị nhúng bánh vào những cái bột mà vừa nãy mình hòa đó. Đó, mình đang nhúng bánh. Nhúng thì mình bỏ luôn vào trong cái nồi chiên không dầu luôn nhé cả nhà. Mình lót một miếng giấy nến ở dưới và mình bỏ bánh lên trên. Đây ạ. Làm sắp xong rồi mà còn bị cúp điện, chán thiệt luôn á. Mình chiên thì mình chiên ở nhiệt độ là 120 độ C với 10 phút nha cả nhà. Mình cứ lấy ra rồi mình kiểm tra. Nãy cái lúc chiên nó do là điện thoại của mình nhá, hết pin nên là mình không có quay được, nên là khi mình có điện rồi thì mình chiên nồi chiên không dầu thì không có dầu mỡ mấy thì các bé nhà mình ăn đỡ ngán. Video làm bánh khoai lang kén đến đây là hết rồi. Cả nhà hãy cho căn bếp Tâm Việt một like và một đăng ký nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.